Đồng hồ Vang Vọng xin kính chào quý vị và các bác. Từ trước đến nay thì những cái sản phẩm đồng hồ của thương hiệu Odo luôn luôn là cái dòng đồng hồ được các bác săn đón và yêu thích nhiều nhất. Các cái sản phẩm của từ thương hiệu Odo thì đã được du nhập về nước ta từ rất là lâu rồi. Thế nên là ngoài việc sử dụng những cái chiếc đồng hồ này như là một cái món đồ chơi thì đây còn là những cái món đồ vô cùng là hoài niệm, chơi được những cái tiếng chuông rất là hay. Trong đây thì đồng hồ Vang Vọng sẽ giới thiệu cũng như là báo giá tới quý vị ba cái sản phẩm đồng hồ côn cổ treo tường rất là nổi tiếng của thương hiệu này, đó là Odo 54, Odo 36 và Odo 57. Ba cái đời đồng hồ phải nói rằng là rất là nhiều bác yêu thích và muốn sở hữu đấy ạ. Đây, trước hết thì em sẽ có một chiếc đồng hồ Odo thuộc đời 54. Tại sao em biết được cái tên đời 54 này thì sẽ có một vài cái dấu hiệu dành cho các bác nào chưa biết. Chúng ta sẽ có bộ kim số 8 là đặc trưng của đời 54, logo Odo hình quả chám và cái tên mở bản nhạc Veritable Westminster ở phía xung quanh. Đời Odo 54 thì để mà nhận biết rõ hơn chúng ta sẽ phải xem bộ máy các bác nhé. Cái đó thì về phần chuyên sâu các bác có thể liên hệ đồng hồ Vang Vọng sẽ tư vấn các bác, hỗ trợ các bác cái thông tin đấy nó cụ thể hơn. Trên đây thì mời các bác cùng ngắm nhìn cái phần ngoại hình thiết kế của chiếc đồng hồ Odo 54 này. Chúng ta sẽ có một phần thiết kế thùng bề cánh bướm, điểm chi tiết gỗ ở vị trí đỉnh mái. Hai bên thì sẽ được điểm các cái phần gỗ đơn giản hơn, tạo cái điểm nhấn cho cả hai bên. Phía bên ngoài cánh thùng sẽ có một phần tay cầm kim loại, và với các bác nào đã từng xem qua thì đây là cái form dáng chuẩn nhất của những tay cầm của thương hiệu Odo. Chúng ta sẽ có một phần mặt số bát giác 5 để mà hiển thị thời gian. Bộ mặt số in trên nền vàng be rất là đẹp. Niềm kim loại sáng và tâm sẽ là tâm mặt số trắng bạc. Bộ kim và logo em đã giới thiệu rồi. Phía dưới số 6 chúng ta sẽ có một dòng chữ là Made in France, một chiếc đồng hồ tới từ Pháp. Đó. Thùng ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có một lớp cánh là vân gỗ nu đối xứng nhau ở hai bên. Đó, tình trạng của mặt cánh thì các bác có thể trực tiếp thấy qua là sản phẩm đồng hồ côn cổ và được sưu tầm hoàn toàn nguyên bản các bác nhé. Trong cái tình trạng phải nói là đẹp thì chúng em mới đem đến và giao lưu cùng với các bác. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một bộ kính được tráng gương viền, toàn bộ phần viền kính được tráng gương rất là dày dặn và có cái hoa văn kính gương đối xứng nhau. Bên trong thì sẽ là quả lắc liên tục chuyển động để mà điều tốc cho chiếc đồng hồ này. Đó là về phần chức năng. Tiếp theo thì ở phía bên này chúng ta sẽ có một phần khóa mổ cò đẩy lên và kéo cánh ra là chúng ta sẽ mở được phần cánh thùng đồng hồ ra. Phía bên trong thùng đồng hồ thì mời các bác có thể thấy qua, chúng ta sẽ có các cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên là cái quà tặng từ Vang Vọng trước các bác nhé, dầu máy thức cân bằng. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có đôi dây khóa, hai cái dây khóa vồ ở cả hai bên. Ốc chút tường từ hai phía cũng đều còn đầy đủ các bác ạ. Đó. Và tay cót đồng hồ là thứ không thể thiếu được. Đây, phần tay cót em gái trực tiếp tại phần hông thùng. Đó. Đó là về phần các cái phụ kiện. Tiếp theo thì chúng ta đến với cái phần cấu hình máy. Đây là một cái sản phẩm đồng hồ Odo 54 máy 8, gồm có 8 gông và 8 búa. Củ gông sẽ là củ gông 101 như các bác đang nhìn thấy đây. Và 8 phần đầu vồ tròn cũng là một cái nét đặc trưng của những chiếc đồng hồ Odo. Về ốc chốt, chúng ta sẽ có ốc chốt máy ở phía bên này rất là chắc chắn, và bên dưới sẽ có hai ốc chốt cầu các bác nhé. Vách máy hoa dâu, đó là vách máy đồng này, trục thép này, màu vàng sáng của lá gió các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp. Rồi, và cuối cùng thì xin được phép thử cho các bác cái tiếng chuông của chiếc này. Các bác có thể thấy tiếng chuông từ củ gông 101 chơi lên rất là vang tiếng, đúng không ạ? Tiếng búa chơi cũng rất là đều, Odo 54. Đó, tiếp tục ngay sau đây sẽ là chiếc Odo 36 các bác nhé. Chiếc Odo 36 thùng vân nu. Có thể nói rằng chiếc đồng hồ này thì về ngoại hình em sẽ không cần miêu tả quá nhiều. Chúng ta có thể thấy được rõ ở đây rồi. Kiểu dáng thùng dài đặc trưng của đời Odo 36, toàn bộ mặt cánh sẽ là vân gỗ nu đối xứng nhau, màu gỗ khá là sang, đúng không ạ? Trung tâm thì sẽ là mặt số bát giác đứng, logo Odo hình tròn quả trứng và bộ kim đặc trưng. Điều đặc biệt ở chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có đó là một phần mặt lắc gỗ như các bác đang nhìn đây. Rất là ít khi có những cái chiếc đồng hồ mà có cái giá trị sưu tầm nhờ các cái chi tiết như thế này, phụ kiện như thế này. Kính ở phía dưới thì sẽ là kính mài viền các bác nhé. Một bộ kính trong nhưng là được mài viền xung quanh tạo cái điểm nhấn hơn. Nhắc tới Odo 36 thì điều chúng ta quan tâm hàng đầu chính là tiếng chuông, bởi vì cái dòng này thì được các bác gọi tên rất là nhiều.
Các bác đánh giá đây là cái dòng đồng hồ mà chơi chuông gần như là hay nhất giới đồng hồ luôn. Phụ kiện đi kèm vẫn có đầy đủ quà tặng và tay cót các bác nhé. Đó, củ gông của chiếc đồng hồ này sẽ là củ gông lòng máng trắng đặc trưng của đời Oro 36, ốc chốt máy đầy đủ và tiếng chuông không để các bác đợi lâu, mời các bác cùng thưởng thức luôn. Tiếng chuông không đồng thì sẽ có một cái độ ngân nga khá là dài các bác nhé. Khi mà chúng ta chơi ở trong không gian của chúng ta thì âm thanh nó sẽ vang vọng liên tục và dội đi dội lại, rất là hay khi mà treo trong không gian nhà. Đó, một chiếc Oro 36. Tiếp theo em sẽ quay luôn cái chiếc đồng hồ Oro 57, sau đó thì em sẽ báo giá. Chiếc đồng hồ Oro 57 này của chúng ta với kiểu dáng thùng chất liệu gỗ sồi, chạm trổ bông hoa trên đỉnh mái. Đây là một cái sản phẩm có cái độ mới sưu tầm rất là cao các bác nhé. Nó lên tới tầm khoảng là 96-97%. Toàn bộ tổng thể thiết kế phần mặt cánh thùng sồi gần như là không có những cái vết xước sắt của thời gian quá là nhiều, các bác có thể nhìn thấy và thấy rõ luôn đúng không ạ? Mặt số trung tâm, mặt số hình chữ nhật, kim mắt ngỗng đặc trưng của đời Oro 57. Cái phong dáng logo này nữa, các bác có thể để ý thì ba chiếc đồng hồ này có ba kiểu dáng logo khác nhau, đều là chữ Oro nhưng mà cái phong chữ thì khác các bác ạ. Đây, một phong chữ rất là điệu nghệ đúng không ạ? Tên của bản nhạc thì vẫn được ghi xung quanh là Veritable Westminster máy 8. Đây là phía dưới số 6 cái dòng chữ Made in France. Đó, những chiếc đồng hồ từ Pháp. Bộ kính dưới sẽ được tráng gương viền và các bác có thể thấy cái biểu tượng gần như là một đôi cánh. Em thì cũng thấy như là một cái quyển sách nữa đúng không ạ? Mở ra. Đó, rất là đẹp và bên trong thì sẽ là một phần mặt lắc bát quái. Đây cũng là cái phần mặt lắc đặc trưng trên những cái chiếc đồng hồ thuộc đời 57 hoặc là đời 62 mới có. Rồi, hai khóa, khóa dưới và khóa trên đầy đủ của chúng ta. Bên trong thùng đồng hồ các bác có thể thấy cái phần mặt lắc rất là đẹp. Đó, bắt sáng từ mọi góc cạnh luôn. Đó, quà tặng đầy đủ và tay cót phía bên này. Chiếc này để mà chúng ta có thể tạm dừng âm thanh tiếng chuông thì sẽ có hai cái cần gọi là cần khóa vồ hai bên với cái chữ stop được in rõ. Đó. Và về cấu hình máy sẽ là một chiếc đồng hồ chơi chuông trên nền củ gông 121, 8 búa và 5 gông. Đời 57 và đời 62 thì sẽ là một hàng gông thế này các bác nhé. Những cái chiếc khác thì sẽ là hai hàng gông nhưng mà 57 và 62 thì đa phần sẽ là một hàng gông. Nhưng mà vẫn đầy đủ mọi cái âm thanh tiếng chuông của chúng ta. 57 thì sẽ là máy vát vồ vuông, đầu vồ vuông các bác có thể thấy rõ. Nên 54 bên trên em vừa thử thì sẽ là đầu vồ tròn. Đó, để mà chúng ta nhận biết một chút. Còn âm thanh tiếng chuông mời các bác tự cảm nhận. Đây, em sẽ đánh giá sau. Đó, 4 giờ 4 tiếng chuông điểm. Oro 57 chơi chuông cũng rất là hay, trong tiếng tròn tiếng. Đó, mời các bác cùng ngắm nhìn lại một lần nữa. Cả ba sản phẩm này hiện tại em đang giao lưu với cùng một mức giá là 22.500. Các bác có thể đưa ra cho mình những cái lựa chọn để phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình. Cả ba sản phẩm thì đều được giao lưu hoàn toàn nguyên bản, miễn phí vận chuyển và bảo hành lên tới là 3 năm, tặng kèm gói lau dầu bảo dưỡng chuyên sâu trị giá 1.650.000 với mọi sản phẩm giao lưu đi. Các bác có thể thấy được rằng chất lượng sản phẩm từ bên đồng hồ vang vọng giao lưu đều là những cái sản phẩm nguyên bản với cái tình trạng rất là tốt để chúng ta sử dụng lâu dài. Đó, các bác có thể hoàn toàn yên tâm và thoải mái gọi điện đến số điện thoại là 0912 011928 và 0912 011947 để nhận được thêm cái sự hỗ trợ tư vấn từ bên đồng hồ vang vọng. Cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.